tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới. Thông tấn xã Việt Nam, TTXVN, trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới. Sau đây là nội dung bài viết: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới. Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một, trong hơn 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không ngừng tìm tòi, phát triển, bổ sung, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền. Đây là yếu tố then chốt bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác gành, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền để đưa dân tộc tiếp tục tiến lên đang đặt ra cấp bách. Khái niệm Đảng cầm quyền lần đầu tiên được V. Lenin nêu ra năm 1922. Từ những năm 1925 đến 1927, trong cuốn Đường Cách Mệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu về Đảng cầm quyền. Bác coi vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là nguyên tắc thể hiện vai trò cầm quyền của Đảng. Đảng giữ trọng trách to lớn đó vì mục đích của Đảng không có gì khác là lãnh đạo quần chúng lao khổ làm giai cấp, tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản. Ngoài lợi ích của dân tộc, của tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài, nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Về cách lãnh đạo, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành riêng một mục nói về vấn đề này. Người đã đặt câu hỏi lãnh đạo đúng nghĩa là thế nào, và trả lời lãnh đạo đúng nghĩa là: một, phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng; hai, phải tổ chức sự thi hành cho đúng; ba, phải tổ chức sự kiểm soát, và để làm cho đúng cả ba việc, theo người, đều phải dựa vào dân. Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác, Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội 7 của Đảng lần đầu tiên đề cập đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nhấn mạnh cần quy định cụ thể mối quan hệ và lề lối làm việc giữa Đảng với nhà nước và các đoàn thể nhân dân ở các cấp, trước hết là ở Trung ương. Cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 xác định phương thức lãnh đạo của Đảng, đó là Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm tra và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể. Đảng không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 khẳng định Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Lãnh đạo thông qua tổ chức Đảng chứ không chỉ thông qua các cá nhân đảng viên, lãnh đạo bằng các quyết định của tập thể và bằng cách theo dõi, cho ý kiến chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện, khuyến khích những mặt tốt, uốn nắn những lệch lạc nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu lực của nhà nước, chứ không điều hành thay nhà nước. Các đại hội 8, 9, X, 11 và 12 đều tiếp tục bổ sung, phát triển quan điểm về phương thức lãnh đạo của Đảng. Đại hội 13 nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Trên cơ sở tổng kết 15 năm, thực hiện nghị quyết số 15 gạch ngang NQ gạch chéo TVK của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 ban hành nghị quyết số 28 gạch ngang NQ gạch chéo TVK ngày 17 tháng 11 năm 2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với nhà nước và xã hội được khẳng định trong các bản hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ cũng sớm được khẳng định và thực thi bằng các quy định chặt chẽ trong điều lệ Đảng.